Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi tăng IQ nha. Phần 1, tôi đã chơi đến level 45 rồi. Level 45, cái nào dưới đây không ăn được? Cái này. Cái này. Không ngờ tới đúng không? Tom làm thế nào để có sự chú ý của cô ấy? Tiền, nhà cao, kim cương, xe. Cái này này. Ủa? Quánh nhau. À, đi chuyện này này. Tìm ra người ngoài hành tinh. Phóng to ra xem được không? Người ngoài hành tinh để bị tàu vũ trụ đưa đi. Bên dưới có bao nhiêu gói khoai tây chiên? Sáu, bảy, tám, chín, có chín gói có khoai tây chiên luôn nha. Ăn 10 cái đầu này. Những gì mắt thấy chưa chắc là thật kỳ. Những người cầu toàn không thể chịu được. Sơn tốt sắp sắp đi đi đoạn này. Giống gì có nước nhỉ? Được rồi, cuối cùng mình đã gọn rồi. Mình vừa làm gì đâu? Kích vào hình màu xanh da kem. Lần sau kích nhanh vào hình màu xanh là cây 5 lần. 2, 3. Thật khó. Làm thế nào để đạt ước mơ? Vứt điếu thần đèn đây này. Ngắm quan thế giới. Biết tất cả thứ. Hình nào có nhiều cạnh nhất? Hình tròn có vô số cạnh hay là không có cạnh? Đây là một câu hỏi. Dựa vào hình ảnh để đoán được không bên nào lên điền cái gì. Chắc phải nhân 3 6 6 6 4 24 24. Mãi thời gian tôi đã tính nhân ra đầy mình được 91. 15 phút rồi. Bạn đợi quá. Đợi tuần. Tìm ra quy luật quá nhanh. Gọi chú lợn dậy. What? Các mạng gì nhỉ? Gọi chú lợn dậy.
ấy có vừa vào mùi là một lúc nữa lại đây nước họ hẹn hò hò thành công. Vậy đấm con này, đấm con này, đấm con chó. I love you. Tìm ra số 8. Đây. Hơi là mắt. Hơi là mắt cả rồi. Tìm ra màu xanh này. Này thế rồi. Lại biết thêm kiến thức mới rồi. Tìm lục giác. Tiếp theo là một câu hỏi tặng điểm. Từ cái sau A E B C S C là gì? B C G. Sau một giờ sau kim giờ chỉ mấy giờ? 10 giờ. Các chín từ. Đây là một bức ảnh và đương nhiên là nó động không động rồi. Thông tin bạn cứ chờ một chút sau mà xem. Có bao nhiêu con gà? một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một nha. Ăn lựa chuột chó ăn xiên rồi đâm nó. Đâm nó thôi. What? Khó đứng. What? Để chờ. Hiểu gì nhỉ? Hai vút nó. Vút như đầm. Không được. What? Nhanh thứ. Vút mãi mới được. Thật sự là đồng hành với thật sự quan trọng. Câu mà học sinh lớp 1 cũng biết. Gì? Câu đã nói ra rất đơn giản rồi mà. Tìm gà mẹ. Đang thử vuốt xem có bên này. Bao lần bắt nghe. Đây rồi. Gà mẹ giống gà con thật. Tổng số của ba số lớn nhất bên dưới là 5, 8, 9, 11. Hai tư. Được rồi, câu này có vấn đề gì? Ăn cà rốt thêm lần nữa.
kéo. Nhạy 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 nhạy. À đây rồi. Qua quái đốt ngon má quái đi. Đoán một cậu qua cửa. E đòn. Bậy bậy bậy. Ủa? Mọi người chờ tí tôi xem video. Mọi người ơi, tôi đã xem xong video rồi nha. 70773 70773 Bận đợi lắm, còn biết nguyên lý phản xạ gương. Cái gì? Vuốt nó lửa xong. Ơ, sao thế? Cứ voi, cùng nào thì hết cơ đơn. Tạm quên cho các mẹ. Uống lại. Gì? Phải nhanh tay. Cựa lại đau hết cả tay. Đâu, đếm à? Tính ra một đáp án với hai đựa số theo hình ảnh. Thôi mình sẽ kết thúc video tại đây là 72 nha.